Chào mừng các bạn trở lại kênh Cờ tướng Bà Rịa. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn ván cờ giữa Yêu Ma Tào Nham Lỗi và Đông Phương Điện Não Liễu Đại Hoa ở giải Độc Sang Bôi 2020 vòng 1. tượng 5 tấn 7 chặn xe. Đến đây Liễu buông cờ chịu thua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.